Chào cả nhà, chúng ta sẽ cùng nhau bố trí các cây cỏ tầm thấp nào. Bây giờ các bạn nhấn phím D trên bàn phím để xoay qua bên này. Và chúng ta tiến gần thêm một chút nữa. Cao lên. Ok. Để bố trí cây cỏ chúng ta làm như sau. Các bạn chuyển qua tab Object và vào thư viện cây. Các bạn chọn loại cây đầu tiên. Chúng ta sẽ bố trí các cây cỏ để làm background trước. Tôi bấm chuột trái vào. Lần lượt chúng ta bố trí. Các bạn bố trí sao cho tự nhiên nhất có thể. Bây giờ tôi bố trí ở đây. Càng ngẫu nhiên càng tốt. Các bạn nhấn phím D xoay qua bên này. Và tiếp tục ở đây một vài hàng nữa. Trong quá trình bố trí các bạn có thể ấn chặt phím Z và tiếp tục bấm chuột trái để cây thứ hai sẽ có kích cỡ khác cây thứ nhất. Tôi bấm chuột trái và nhấn phím Z để tạo độ ngẫu nhiên. Bây giờ chúng ta cùng nhau đổi loại cây khác nhé. Tôi bấm vào đây. Tôi chọn cây tiếp theo. Và tiếp tục chuột trái. Bố trí sao cho sinh động nhất có thể. Các bạn có thể bố trí theo cụm 2 3 cây 1. Tương tự chúng ta bấm vào các vị trí tiếp theo. Và bây giờ tôi sẽ đổi loại cây khác. Tôi chọn cây này. Tôi nhấn chuột và bấm vào đây. Chọn một vài vị trí. Rất nhanh phải không nào? Tôi nghĩ rằng đây phần mềm khá trực quan và thư viện cũng khá đầy đủ cho chúng ta sử dụng. Và bên này nữa. Các bạn chọn về lệnh Scale để phóng to vài đối tượng lên thì trông đẹp hơn. Có lớn có bé thì mới vui. Ở đây nữa. Chúng ta đã cùng nhau bố trí xong mảnh vườn nhỏ này. Các bạn tiếp tục nhấn phím D trên bàn phím và xoay. S. Chúng ta bố trí vị trí tiếp theo ở đây. Tôi cũng chọn các loại cây. Và lần lượt bố trí bằng chuột trái. Chúng ta sẽ tạo một phông nền để chúng ta sẽ cấy những cây cao hơn. Tôi bấm chuột trái vào đây và tiếp tục bấm. Thật đơn giản phải không các bạn? Nhấn phím A chuyển qua bên này. Tôi tiếp tục cấy. Các bạn có thể copy nếu các bạn muốn. Còn tiện tôi sẽ bấm luôn. Chuyển cây khác. Tôi sẽ bấm rất nhanh nhằm tiết kiệm thời gian một chút. Ok. Chúng ta chuyển qua cây này. Rất ngon lành cành đào phải không các bạn? Chúng ta tạo mang tính chất ngẫu nhiên. Vậy là ổn áp rồi. Nhấn phím E. Tôi chuyển qua bên này.